Vâng, em Tùng ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương lại xin chào đại gia đình nhá. Thì giờ là khung giờ quen thuộc rồi này, em lại xin phép lên sóng đây. Nhà mình đã cơm nước nhỉ, tắm rửa xong chưa? Hoàn thành những công việc buổi tối cũng chưa nhỉ? Để theo dõi em Tùng mà bắt đầu livestream những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Vâng, hai số like em để trên phần chi tiết bài viết rồi. Nhà mình còn những thắc mắc và những gì cần em Tùng tư vấn này, cứ nhắn tin qua hai số hotline hoặc là để lại tin nhắn qua phần bình luận đi. Để em Tùng được gửi đến những giải đáp cho chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chúc gia đình mình đang xem buổi tối livestream ngày hôm nay qua buổi tối vui vẻ, có bước sóng livestream này hãy chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý hoặc là tham khảo cho mình những đầu sản phẩm mà bên mình đang quan tâm nhé. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây thì còn rất là nhiều đầu xe đấy nhá. Đấy, 60 đầu xe, 67 đầu xe để phục vụ gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Phất, chào bác Hoàng Đình Thuyên, chào bác Khúc Văn Công, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, còn rất là nhiều xe này. Tối rồi mà chỗ ô tô đầu mối Hải Dương vẫn sáng đẹp, vẫn phục vụ anh chị quý vị nhà mình trên ba miền Tổ quốc nhé. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ lên, ủng hộ em Thanh Tùng bằng mấy lượt chia sẻ đi gia đình mình ơi. Đấy, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi ký gửi cũng như là buôn bán những dòng xe từ 4 chỗ đến đã hoạt dụng này tại Lam Trung Nam Sách Hải Dương. Gần cái sang mình nhập số 2, hai số line 0343 54099 và 0347 701 77 này. Đấy, hai số line phục vụ anh chị với mình 24/7 nhé. Vâng, chào bác Trần Tuân này. Vâng, chúc bác Trần Tuân có một buổi tối vui vẻ nhé. Ok, chốt bác Trần Tuân ơi. Vâng, nhà mình vào đi, vào xem cùng em Thanh Tùng đi, tham khảo cho em những đầu sản phẩm hiện đang có tại bên em nhé. Để xem nhà mình ưng mẫu nào này. Đấy, ưng mẫu nào cứ để lại bình luận comment đi, em Tùng tư vấn cho chào giá cho nhá, làm giá một cách hợp lý nhất đến gia đình ạ. Vâng, chào Nguyễn Uẩn này, chào Trần Tuân, chào Hoàng Đinh Thuyên, chào Khúc Văn Công, chào Trần Thị Thu Hằng, chào đại gia đình mình ạ. Đấy, rất là nhiều đầu xe đây, anh quanh hơn 100 triệu cũng có này. Đấy, hai cái này là anh quanh hơn 100 triệu rồi này. Chia sẻ nhiều lên gia đình ơi. 125 triệu Genta 2009 này, Kia Morning 2008 này có 120 triệu thôi nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn, anh quanh hơn 100 triệu quá rồi này. Đấy, Morning 125 triệu này. Bố cho cả xẻ đi. Vâng, cảm ơn bác Trần Tuấn rất là nhiều này. Trần, chào bác Trần Xuân Điệp này. Chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, mo linh hơn 100 triệu đây. Tập lái tránh mưa tránh nắng đây. Đấy, hôm nay bên em có về một con CV này. Đấy, mấy buổi hôm trước thì có mà anh đang hỏi CRV nhá và Tucson nhá. Đấy, thì bên em đang có nhá. Đấy, Vios 215/216 có không? Bác Nguyễn Ẩn. Vios 215/216 à? 215 không có nhưng 216 thì đang có một con bản E màu vàng cát nhá bác Nguyễn Ẩn ơi. Ơi nhỉ, con Vios mà vàng cát đâu nhỉ? Để em xem đâu em tư vấn cho bác nhá. Đấy, chia sẻ cho em nhiều lên gia đình ơi. Vâng, cháu Trần Vũ Hoàng này, cháu bác Gốc Huy Thủy, cháu Ngọc Trinh, cháu Nguyễn Uẩn, cháu bác Trần Xuân Điệp, cháu đại gia đình mình ạ. Đấy, có Vios 2015/16 nhá. Đấy, chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên em tư vấn cho là gia đình ơi. Vâng, cháu Nguyễn Văn Thái này. Ok thì nhà mình cho em hỏi là hình ảnh ô ánh sáng này ok nhỉ? Hình ảnh đã chân thực mà ánh sáng đã full HD chưa? Để em Tùng vào tư vấn nào. Vâng, cháu Tư Hiền này, cháu bác Đỗ, cháu bác Đông Doãn. Vâng, cháu Nguyễn Văn Thái này, cháu Trần Thị Thăng này, chào lại thì mình nhá. Ok, hình ảnh ok rồi. Nào, để em Tùng bắt đầu vào chia sẻ gia đình đây nhá. Những bình luận gì mà những thắc mắc gì nhá, cứ để lại trên bình luận đi, em Tùng tư vấn cho. Nào, bắt đầu vào livestream báo giá đi thành ơi. Toyota Vios 206, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là con đấy, là con này là 135 triệu nhá. Quay Vios 216 à? Vios 216 là em xem này, con Vios 216 đang dựng ở đâu nhỉ? Vâng, ok bác, con đấy thì cửa tiền là 365 triệu đồng. Động cơ 1.5 bản E màu vàng cát nhá. Đấy, con đấy thì có video chi tiết trên fanpage rồi. Để em xem hôm nay là con đấy có đi công vụ không hay đang ở nhà, để em tư vấn luôn cho này. Đấy, con màu vàng cát đấy thì hôm nay ông chủ lại đi công vụ một xíu các bạn. Đấy, bác Nguyễn Đoàn ơi, con đấy thì em có video chi tiết nhá. Bác cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, sau buổi livestream này thôi. Sau buổi livestream này 1-2 phút thì em sẽ gửi anh video chi tiết nhá. Thì em cũng báo giá qua con Vios 216 này. Thì là bản E màu vàng cát, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, 365 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh nhá. Chợ mình có Kia màu đỏ, cũng Thanh Tùng có Kia màu đỏ nhá bác Lam Hoàng ơi. Con người là tầm 200 màu trắng à? Tầm 200 màu trắng cũng có nhá, tầm 200 màu trắng thì bác tham khảo cho em mấy mẫu Y10 đi. Đấy, Y10 bản tiêu chuẩn bản B 200 màu trắng có này.
Vâng, chào bác Võ Cảnh, chào bác Lê Việt, chào bác Đắc Đặng, chào bác Lam Hoàng, chào bác Bùi Bắc, chào bác Công Doãn, chào Đại Đình mình nhá. Đấy, đây Morning màu đỏ đây, đây vừa vặn đến con Morning màu đỏ luôn. Vâng, hai bác Võ Cảnh ạ. Kia Morning màu đỏ 2016, động cơ 1.25 số, sàn 4 máy, nhồi gọn tiết kiệm điện đây, 195 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Mặt ca lăng mũi hổ thì vô cùng quen thuộc cái dòng Kia Morning nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, lốp lắp đẹp. Đấy, nội thất sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 195 triệu đồng, đăng kiểm đăng ký đến tháng 11 năm 2022. Ok, xin Zalo nhá. Đấy, hai đây là em để lại hai số hotline trên màn hình nhá. Có Acheck không à? Acheck thì tạm thời bên em lại chưa có này. Thế thì em để lại hai số hotline cho mình cùng tham khảo nhá. 0354 0347701777 và 0343540999. Ok. Hai số lại để cho anh người này. Đấy, phục vụ anh chị quý vị mình 24/7 nhá. Không kể ngày thứ bảy chủ nhật là ngày nghỉ, cứ gọi là có người nhấc máy thôi. App check thì chưa có anh nhá. Đấy, anh cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Lao mà về có đầu app check nào thì em sẽ liên hệ lại anh ngay trực tiếp nhá. Cảm ơn bình luận anh Võ Cảnh rất là nhiều này. Ok, có Innova không anh? Có Innova nhá. Đấy, hotline thì để cho mình rồi. Đấy, cứ vào nhắn tin qua Zalo đi, kết bạn qua Zalo đi, em Tùng sẽ tư vấn gửi hình ảnh chi tiết cho. Đây Innova nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ đây. Chiếc chưa máy quay hôm nay đời 2011 365 triệu đồng. À 335 triệu đồng, xin lỗi mình ạ. 335 triệu đồng. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy, sản xuất năm 2011, đăng ký là bánh năm 2013. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Động cơ 2.0, hộp số VVTi là thương hiệu dòng Toyota đây. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng 7 chỗ này. Nội thất rộng không đối thủ, điều hòa của Nhật thì không phải bàn. Đấy, nội thất thì theo nhà sản xuất này. Đấy. Vô lăng 4 chấu, túi khiên đoàn trên vô lăng này, đầu đàm hình treo xe này. Máy số keo chỉ sơn xi zin, gầm bệ chắc chắn, 335 triệu đồng. Toyota Innova 2011 này. Đấy. Các bác nào là đang quan tâm dòng 7 chỗ gọi là quốc dân này, lồi lồng cối đá này, tham khảo cho em mẫu này 2011 nhá. Đấy, máy số keo chỉ zin, gầm bệ chắc chắn không mục mọt, 335 triệu đồng. Đấy, nhà em đang còn hai chiếc Innova này. Tham khảo tiếp giùm em một chiếc Innova nhá. Vâng, anh Phong Lê mà đang quan tâm dòng Innova nhá, tham khảo em hai chiếc này ạ. i10 sedan hai đầu có không em? i10 sedan hai đầu thì tiếc quá, tạm thời bên em lại chưa có anh ơi. Đấy, anh cứ like fanpage, theo dõi fanpage cho em đi nhá. Đấy, nó xe sẽ cập bến liên tục thôi, siêu phẩm sẽ cập bến liên tục để phục vụ gia đình mình thôi nhá. Đấy, cứ like, cứ theo dõi fanpage đi. Vâng, chào Đinh Thị Thu Trang này, có Asen 2090, Asen 2009 có nhá. Vâng, chào bác Trần Thăng này, chào bác Nguyễn Hồng này, đang chào đại gia đình mình trên ba miền của Tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Và em là Thanh Tùng. Innova tiếp với gia đình ơi. Innova tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang 2008, động cơ 2.0 số sàn, bản G xịn này, 265 triệu đồng. Đấy, giá thì bao rút hồ sơ cũng như là miễn phí vận chuyển cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, 98 Bắc Giang nhá, chào anh em nhá. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, bản G xịn, trang bị hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau, vô lăng túi khí. Đấy, la sáng đúc, lốp lao đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước, 265 triệu đồng. Toyota Innova 7 chỗ 2008 của gia đình nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Tuyền này, chào bác Nguyễn Văn Dung, chào bác Đinh Thị Thu Trang, chào đại gia đình nhà mình nhá. Đấy, chúc anh chị quý mình đang xem bước 6 ngày chiều ngày hôm nay này, đấy, hoan hỷ vui vẻ, có niềm vui về sức khỏe này. Có bước 6 ngày thì hãy tham khảo cho em mẫu xe hiện đang có bên em đi. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Chia sẻ cho em 5-7 lượt đi gia đình nhà mình ơi. Đây, Asen 209 à. Có Asen nhá, Asen 209 cũng có này, Asen 219 cũng có này, để tham khảo gia đình nè. Hyundai Asen 209 màu bạc, biển 14 Quảng Ninh đây. Đấy, một chiếc xe mang động cơ 1.4 số sàn nhập Hàn 2009. Đấy, la sáng đúc, lốp la đẹp, xin nhan trên sườn xe này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều thì còn sáng còn đẹp nhá. Không có dấu hiệu bóng mờ, dạng nước so riêng người Nhật. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất, cầm bệ không mục mọt. Đấy, nội thất thì theo nhà sản xuất nhá. 165 triệu đồng. Sedan hai đầu tập lái phục vụ mọi nhu cầu anh chị quý vị gia đình đây. Đấy, đưa con đi học, đưa vợ đi chơi này, đưa má đi ba, đưa cha đi dạo đây nhá. 165 triệu đồng thôi. Tham khảo cho em chiếc này đi. Hyundai Accent 209 gia đình ạ. Đấy. Cạnh chiếc Hyundai Accent 209 này, tiếp tục báo giá cho mình này, tiếp tục là Hyundai Accent này. Nhưng chiếc này là xe lướt đời 2019, động cơ 1.4 số sàn. Đấy, đăng ký và đăng kiểm còn dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 nhá. Đấy, la răng đúc, lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều,
Nhưng công nghệ Haren chưa đáng ra chiều này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm thì còn dài 1 năm nữa. Tay nắm cửa này, viền chân kính này và ốp gương thì bọc lốp rất đẹp này. Quan sát xem phần nội thất bên trong đấy ạ. Đấy, nội thất ghế da màu đen tạo lên cái cảm giác gọi là vô cùng lịch sự sang trọng này. Đấy, điều hòa auto, màn hình thì theo xe này. Đấy, vô lăng túi khí này, kết hợp có nút điều khiển nhá. Cái nút điều khiển này khá là to này, rất là dễ sử dụng này. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 430 triệu đồng. 430 triệu đồng Hyundai Accent 2019 đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chiếc này thì có hỗ trợ trả góp nhá. Đấy, Accent 2019 430 triệu đồng, 6 vạn 3 chuẩn nhá, đi chế lốt đa này. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, chia sẻ cho em xin 2-3 lượt đi. Đấy, có mất tiền có mất bạc gì không? Để những bác nào đang lăn tăn cho nên mình một địa chỉ uy tín về những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ này, đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe, chạy thử xe miễn phí đã, rồi mình cảm nhận thì mua xe sau cũng được nhá. Vâng, chào bác Hoàng Việt Tân này, chào bác Đặng Ánh, chào bác Lại Huân, chào bác Trọng Tú, chào bác Trương Cảnh, chào bác Bảo Ngọc, chào bác Đậu Quân Huy, chào bác Nguyễn Tuyền, chào toàn thể anh chị quý mình trên ba miền tổ quốc, những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Chào bác Khúc Văn Công rất là nhiều nhá. Đấy, một khách hàng rất là quen thuộc chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vì vừa rồi là khá nhiều dòng 5 chỗ này, đấy, 5 chỗ, 7 chỗ này. Thì sau đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc CUV gầm cao máy thoáng đây, đến từ nhà Honda đây. CV 2009, số động động cơ 2.4 này. Máy số keo chỉ sơn xi zin, gầm bệ chắc chắn. Xe được trang bị 4 la xăng đúc 18 inch này, lốp láp đẹp, xi nhan trên gương. Gương kính cụp sợi điện, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đăng kiểm thì còn khá là dài luôn, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Đấy, viền chân kính này, ốp gương này thì bọc chrome rất đẹp này. Em quay phần nội thất bên trong cho giờ mình cùng đánh giá cùng em nhé. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu cho anh chị quý vị như mình này. Nghe nhạc, xem phim, để check map, đọc tin tức này. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí an toàn cũng như lớp các nút điều khiển trên vô lăng này. Đấy, cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi này. 405 triệu đồng, Honda CV 2009. Động cơ 2.4 số động nhá. Vâng, có trả góp không bạn? Con nào trả góp nhỉ, bác Bảo Trâm ơi. Đấy anh, bác comment sâu sâu lên tên xe tí để em xem nào, để em xem có được trả góp không, em tư vấn luôn cho anh nhá. Vâng, xe đẹp, tư vấn nhiệt tình quá, mua đi góc ơi. Vâng, cảm ơn bác Thanh Hoan rất là nhiều này. Vâng, chào bác Bình Cây Cảnh, có Ford S8 chỗ không? Bác Hà Đình Nguyễn này, Ford S8 chỗ thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Bác cứ tạm ứng cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi. Để cho em xin số điện thoại đi, một hai hôm nữa mà nó về mẫu Ford S8 chỗ nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng, chào bác Bảo Ngọc này, có con i10 màu trắng tầm 200 là không? Ok, để em xem con i10 màu trắng tầm 200 này để tư vấn cho bác nhá. Hãy chia sẻ comment nhiều lên em tùng tư vấn nào gia đình ơi. i10 màu trắng 200 à? Xem i10 màu trắng 200 này. Có một con i10 màu trắng 200 hôm nay bên em mới về nhá. Con bản đổ đấy đang bán với cửa tiền 230 triệu anh ạ. Ấy thì con đấy hôm nay đang dọn dẹp ngoài kia khá là xa này, và tối này thì em lại chưa có video chi tiết con đấy nhá. Đấy thì con đấy để mai đi, em tư vấn cho anh này. Tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, tham khảo cho em chiếc này đi. i10 màu trắng này 240 triệu đồng. Đời 2016, đăng ký là bánh năm 2018. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền 240 triệu. Động cơ 1.0 số sàn. Đăng ký đăng kiểm dài. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp này. Cho em xem i10 đây. Ok anh ơi, đang có một con i10 nhá. 240 triệu đồng, i10 màu trắng đời 2006. Đấy, đăng ký là bánh năm 2017 nhá. Na sáng đúc lốp láp đẹp, xin nhan trên sườn xe rồi, đăng ký đăng kiểm còn dài, nội thất thơm tho, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Vâng, bác Nguyễn Mạnh Quỳnh ô đô. Vâng anh ơi, xe cũ thì em cũng không để ý đến ô đô lắm nhá. Quan trọng là xe nó chất, nó không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước nào bên em mua thôi ạ. Đấy, mình có quan tâm trực tiếp này, nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho em đi nhá. Đấy, sáng mai mà thời gian nó có một chút thì em chụp ô đô anh tham khảo nhá. Vâng, chào anh Mạnh Dũng này, chào anh Nguyễn Mạnh Quỳnh. Vâng, chào bác Hoàng Văn Hợp, chào bác nhé. Vâng ạ. Ok, bác Hà Nguyên Đình nhá. Vâng, em đã để lưu lại số điện thoại anh rồi, chụp lại màn hình rồi. Để hôm nào mà có đầu EOS nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng, chào bác Quang Văn Hà, chào bác Văn Việt, chào bác chào Đại Đình nhà mình ạ. Đấy, i10 màu trắng 200 này. Đấy, tham khảo dùm em tiếp này. Đấy, các chị quý vị nào đang có nhu cầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng này, muốn chọn cho mình một chiếc xe hơn 100 triệu thôi, tham khảo cho em mọi đi. Đấy, Kia Morning 2010 nhập Hàn 135 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa đây, quê các anh dùng dân tộc đây. La sáng đúc lốp láp đẹp,
cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đèn thì còn sáng còn trong nhá, đăng kiểm đăng ký thì còn dài. Đến tháng 12 năm 2022. Cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, nội thất ghế lỉ riêng bản theo xe. Đang được chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên Thịnh Hùng bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi gia đình nhá. Vâng, chào bác Xuyên Trịnh này, chào bác Chu Hữu này, chào bác Hoàng Đức Hợp này, có con Avel màu ghi hoặc vàng đồng nào không? Avel màu ghi hoặc vàng đồng thì tạm thời bên mẹ chưa có, anh Mạnh Dũng ơi. Đấy, đấy tiếc quá, anh cứ để lại cho em xin số điện thoại đi, comment đi. Comment để số điện thoại đi, một hai hôm nữa là có đầu Avel về. Thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh nhá. Vâng. Chào bác Tòng Chiến này, chào bác Tô Văn Hiệu, chào đại gia đình nhà mình ạ. Morning này, đấy Morning tập lái 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng thêm cho anh chị quý vị nhà mình đây. Là dáng đúc lốp lao đẹp 36 tư nhân chính chủ Thanh Hóa quê hương tộc đây. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ vẫn zin nguyên bản theo xe. Đăng kiểm này còn khá là dài này. Đấy, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Sẵn phục vụ nhu cầu của bản thân những gia đình ạ. 135 triệu đồng. Đấy, cạnh chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp theo đây giới thiệu gia đình nhà mình này. Kia Morning 2016 1.25 số sàn màu trắng, bản SI bản đổ nhá. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình. Con này em bán là 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ này. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Đinh, quê hương quan họ chữ tình đây. La răng đúc phay 4 bánh, lốp lao đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, cam kết anh chị quý vị mình một chiếc xe đời cao này. Đấy, đời cao, không đụng. Không đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước nhá. 245 triệu đồng. Có Y10 số sàn tầm 180 triệu không anh? Y10 số sàn có tầm 180 triệu nhá, tham khảo cho em đi. Kia Morning có trả góp không anh? Thì bên em con Morning trước máy quay thì không có trả góp nhá. Bên em mới xem tầm tiền là 300 trở lên và đời 2014 trở lên thì bên em mới có hỗ trợ trả góp, bác bảo Trâm ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Huy Hùng này, chào bác Phước Phạm, chào bác Kim Trung, chào bác Tuấn Phạm, chào đại gia đình của mình. Vâng, chào bác Tuyền Nương nhá. Như anh chị quý vị vừa xem buổi livestream ngày hôm nay đấy, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đâu em xem tham khảo con Y10 tầm 180 triệu này là tư vấn cho anh này. Đấy, Y10 số sàn 180 triệu đâu nhỉ? Đấy, rất là nhiều xe luôn đấy. Đây, Y10 số sàn 180 triệu đây. Tham khảo cho em trước anh ơi. Đấy, Y10 bản Bay 2014, đăng ký năm bánh năm 2016 này. Động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây, 4101 lùi đây. 195 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. La răng thấp theo the này, lốp láp đẹp, tư nhân chính chủ 34. Xi nhan trên dần xe, đăng kiểm con này còn rất là dài nhá. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023, còn 5 nữa thôi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Đấy. Y10 số sàn tầm nhanh quanh 180 cho anh tham khảo đấy nhá. Đấy, màu bạc có video chi tiết rồi. Nhắn tin qua Zalo đi, em gửi hình ảnh cho nhá. Đấy, anh Tô Văn Hiếu ơi, tham khảo cho em chiếc này đi. Đấy, Y10 số sàn tầm 180 gửi đến gia đình đi đây. Vâng, chào Thịnh Cường này, chào Vương Đức, chào Nguyễn Quang Đạt, chào bác Ngoan Thanh, chào đại gia đình mình ạ. Đây, cạnh mẫu Y10 số sàn 2014 rồi này. Tiếp đây giới thiệu gia đình nhá. La Chetti Ceric 2010, động cơ 1.6 số động này. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng C. Hạng C nhé, mà chỉ có 255 triệu đồng thôi. La răng đúc lốp lao đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Trang bị cả cửa sổ trời đây, option cửa sổ trời rất đẹp gia đình nhá. Con này thì rút hồ sơ rồi. Đấy, rút hồ sơ rồi. Hồ sơ cầm tay này, những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong vòng lốt nhà thôi. 255 triệu đồng. Đấy, gửi đến gia đình nhà mình này. Xe máy móc còn ngon không anh? Máy móc bao chất cho anh nhá. Riêng con Y10 bản bay này, máy móc bao chất cho anh này. 195 triệu đồng. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để em gửi hình ảnh cho nhá. Ok, đã nhận được số điện thoại bác Bảo Trâm rồi. Chào bác Phạm Minh Hướng này. Đấy, chào bác Vương Đức, chào bác Cúc Văn Công, chào bác Hạnh Phúc Khi Có Em, chào đại gia đình nhà mình ạ. La Chetti Ceric này, đấy. Hai con này là 200. Quay kỹ con Y10 cho anh xem. Ok, để quay kỹ con Y10 cho anh xem nhá. Đây. Đây, màu bạc này, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Sơn xi máy số keo chỉ còn chất còn đẹp nhá. Em quay phần nội thất bên trong này. Một vòng tổng quan cho anh tham khảo nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu này, đầu đài mình theo xe này. Đấy, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi nhá. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ này. 195 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, chào bác Chuẩn Lê này. Chào bác Dương Đỗ, chào bác Bắc Phong Sinh.
chào bác Trần Thị Hoàng trong khu phân công, chào đại gia đình nhà mình này. Đấy thì vừa rồi là khá nhiều mẫu một đầu này, đấy một đầu dưới đâu. Tiếp tục báo gia đình mình hai đầu đây. Kia Seto 2017 động cơ 1.6 số sàn, hộp số 6 cấp với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 430 triệu đồng nhá. 430 triệu đồng. Một chiếc xe đời cao này, máy số keo chỉ sơn zin nhá. Nội thất thì theo nhà sản xuất. Đăng kiểm đăng ký thì còn dài, đăng kiểm đăng ký đến tháng 6 năm 2023. Động cơ 1.6 số sàn ạ. Xe để trang bị la răng đúc 17 inch mỗi bánh này, lốp đáp đẹp, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi. Đấy. Tay nắm cửa này, viền chân kính này thì được ốp lốc rất đẹp này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Điều hòa auto, màn hình thì theo xe. Đấy, xin quay phần nội thất bên trong này. Mình tham khảo phần nội thất bên trong cho em Tùng nhá. Đấy. Vô lăng 36 tôi khi toàn trên vô lăng này. Đấy. Kết hợp các nút glue control này, đấy các nút điều khiển rất đẹp luôn. Nút điều khiển thì to này, dễ hoạt động, dễ sử dụng này. Điều hòa auto này, hai vùng độc lập trước và sau này. Con này đang bán thay cho ô tô đầu mối Hải Dương bên em với cửa tiền là 430 triệu đồng. Seto 2017 chiếc này thì hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình mình này. Đấy các bác nào đang quan tâm những dòng xe đời cao này mà tầm tiền hơi hụt một xíu nhá thì quan tâm cho em chiếc Seto 2017 này và chiếc Hyundai Accent 2019 này. Hai chiếc đấy cố hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Hỗ trợ đến 65% ấy. Vâng, cháu Thu Nguyễn này, cháu Hưng Bùi, cháu Ngoan Thanh, cháu Chính OK, cháu bác Nguyễn Trương, cháu bác Chuẩn Lê này, cháu bác Dương Đỗ, cháu bác Phong Sinh, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, có những thắc mắc gì về xe cộ, giá cả, chất lượng xe hoặc là thủ tục buôn bán trả góp nào nhá, cứ mạnh dạn bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Đấy, Seto 2017 430 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá này. Cho đây mình những dòng xe đang có đây. Vâng, tiếp tục là đến một đứa con ở dòng Kia nhá, mình tham khảo giùm em mẫu này đi. Số tự động này nhập Hàn 208 mà chỉ có nhô 200 một xíu thôi. 225 triệu đồng. Kia Pride 2008 này, dòng anh dòng chị của chiếc dòng anh của chị có những chiếc Kia Rio đây. La răng sắt theo xe, lốp lắp đẹp này. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội này. Con này cam kết anh chị quý vị nhỉ? Cam kết này máy số keo chỉ sơn si nội thất zin nhá. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu Hàn Quốc 2008 nguyên chiếc nguyên zin này. Đấy, động cơ 1.4 số động. Cần số zig zag rồi, 225 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Đấy, em xin quay phần nội thất này. Đấy, một chiếc 208 Nhật Hàn này. Đấy, thân vỏ ngoài thì vẫn còn cứng chắc, nội thất bên trong thì vẫn còn mỡ màng nhá. 225 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng được, gửi đến chị quý vị nhà mình. Vâng, chào Đinh Hữu Nghệ này, chào bác Trung Kiên Nguyễn này. Chào bác Huỳnh Nguyễn, chào bác Kim Huỳnh, chào bác Thu Nguyễn, cháu Hưng Bùi, cháu đại gia đình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đấy, các bác mà đang quan tâm những dòng xe nào này cứ mạnh dạn comment bình luận đi để em Tùng tư vấn thôi nhá. Còn bớt sâu đấy, còn giá còn bớt sâu được cho mình nhà mình ạ. Tiếp đây chiếc máy quay em này, Hyundai Gani 10 bản đồ này. Hyundai Gani 10 bản đồ 2014, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, tuy nhiên chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng nhá. 245 triệu đồng bản đồ full kịch. Là răng đúc lốp lắp đẹp này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, gương kính cụp xoay điện, xin nhan tích hợp trên gương. Đấy. Tay mở cửa thì trang bị nút mở một trạm thông minh đây. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí cũng như các nút điều khiển trên vô lăng. Đề lỗ startup thì đầy đủ rồi. Máy số keo chỉ sơn si, cột keo thì zin. Đấy. Cầm bệ chắc chắn nhá, không mục mọt gì. 245 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Xem Innova. Ok bác ơi, đây có Innova đây. Quay Fortuner đi em. Anh Yên Bùi, Fortuner thì tạm thời bên em chưa có này. Đấy, mấy mẫu mà gầm cao máy thoáng thì bên em có một con Tucson nhá, một con CRV nhá. Fortuner thì tạm thời chưa có này. Vios tầm 200 biển Hà Nội, anh Dũng Đình, ok anh, có nhá. Đem trả lời tất cả những bình luận anh chị quý vị như mình này. Anh Trung Kiên Nguyễn về với bình luận là cho anh xem mấy con Innova, ok. Đấy thì em quay con Innova này. Toyota Innova 2011 này, 335 triệu đồng. Bản G-Sit đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Nước sơn màu xám xi để la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước này. Hỗ trợ phanh tăng chống ở hai phía bánh sau này. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, cầm bệ chắc chắn không mục mọt, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng. 335 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Cho xem Vios tầm 200 triệu biển Hà Nội à? 200 triệu biển Hà Nội đâu nhỉ? Đây 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 anh ơi. Vios biển Hà Nội mà tầm 200 triệu đây, tham khảo cho em chiếc này. Toyota Vios màu đen 2010, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá, chưa đến 200 triệu luôn.
195 triệu đồng thôi. La sáng đúc lốp lắp đẹp, xi nhan trên gương này. Đấy, động cơ VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này, một dòng xe 5 chỗ lồi đồng cuối đá này. Đấy, nội thất ghế da này, túi khí vô lăng túi khí này. Đấy, 195 triệu đồng. Đấy, Toyota Vios 2010 đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý mình đang quan tâm này. Vâng, chào bác Hải Trần này, chào bác Hoàng Trường này, chào bác Sơn Phùng, chào bác Đất Trảng Bom. Đấy, Vios tầm 200 đây anh Dũng Đình ơi, Vios 200 có biển Hà Nội nhá. Đấy, nhà mình đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu nào cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng tư vấn cho nào. Đấy, giá cả chất lượng xe nào này tư vấn trực tiếp trên livestream nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023 này. Đấy. Thân vỏ thì điền nạc này, nội thất mỡ màu rồi, 195 triệu đồng rồi. Còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Vâng, chào bác tôi Nguyễn này, chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ comment nhiều lên cho Tùng đi anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi. Đấy, Vios màu đen 200 triệu này. Tiếp tục báo giá đây. La Chetti 2011 đăng ký làm bánh năm 2013, động cơ 1.5 số sàn. Đấy, cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình. Con này là 179 triệu đồng nhá. Đấy, la sáng đúc lốp lát đẹp rồi. Đấy, lên này, cặp đèn pha độ này, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đăng ký đăng kiểm còn 1 năm nữa nhá, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa 2 chiều long lạnh rét buốt, máy số keo sỉ cột kèo zin. Đấy, vô lăng túi khí 179 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Bao zin cho anh chị quý vị gia đình mẹ. Đấy, bao zin nhá. Màn hình Android thì được trang bị rồi. 179 triệu đồng. La Chetti 2011. Đấy. Vâng, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đã đi anh chị quý vị gia đình ơi. Chia sẻ nhiều lên này. Đấy, lượt like, lượt tim, lượt chia sẻ càng nhiều, lượt bình luận càng nhiều, đấy làm động lực cho em Tùng bớt giá sâu hơn nữa cho gia đình mình nhá. Vâng, chắc Cường Nguyễn này, chắc tôi Nguyễn, chắc Ngoan Thanh, chắc Thủy Hợp, chắc báo giá từ đâu này đi. Đấy, báo giá lần lượt cho anh chị quý mình dễ quan sát được nhá. Còn bác nào mà có nhu cầu phải dòng xe gì cứ bình luận, cứ comment đi để em Tùng báo giá cho nhá. Báo giá luôn đầu đấy cho gia đình mình quan tâm ạ. La Chetti 2008 đăng ký làm bánh năm 2010 với cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình 155 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B này. Đấy, tránh mưa tránh nắng phục vụ nhu cầu từ cơ bản này, tập lái tránh mưa tránh nắng hoặc là được. Một Innova Euro bao nhiêu anh Đất Cảng Bom ơi, Innova đấy, bên em là kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng này thì em cũng không quan tâm Euro lắm đâu ạ. Chủ yếu nó chất xe này, đấy chất xe nó zin, nó đẹp, nó chất. Đấy, máy số nó không lỗi lầm gì. Đấy, nó không đâm đụng, không va chạm thì bên em mua xe nhá. Còn Euro thì em cũng không để ý lắm nhá. Tí em rảnh tay thì em sẽ quay cho anh cái ôm đấy nhá. Vâng, bác Tôn Nguyễn này, anh quay con rẻ nhất. Ok, anh con rẻ nhất. Vâng, chào bác Sơn Nguyễn này, chào bác Phạm Ngọc. Chào đại hình này. Đấy, để em báo giá lốt con này, em sẽ xem là con nào rẻ nhất bên em bây giờ nhất. Em quay cho anh này. La Chetti 2008, 1.5 số sàn, 155 triệu đồng. Đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất rồi. Đấy, đăng ký đăng kiểm thì đến cuối năm nay cơ. 155 triệu đồng. Có hỗ trợ là giảm giá sâu gia đình nhà mình mẫu này nhá. Đâu con nào mà giá tầm rẻ nhất bên em à? Đâu giá rẻ nhất đâu, em xem con nào để em tư vấn cho anh nào. Đây, rẻ nhất đây để tư vấn cho anh này. Hyundai Getz 2010 màu xanh. Đấy, đang bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 125 triệu đồng nhá. 125 triệu đồng. Hyundai Getz 2010. Đấy, đời cuối cùng dòng Hyundai Getz đây. Biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. Đấy, biển 4 số 1 chủ từ đầu. Đấy, la răng giáp zin nguyên bản theo xe. Máy số keo chỉ gầm bệ cột kèo còn chất, đăng ký đăng kiểm còn dài. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá. Đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế lỉ nhá, nội thất ghế lỉ và trần lỉ vẫn zin nguyên bản theo xe. Đầu đài màn hình đây. Đấy, cao lồi cao hành trình đầy đủ rồi, vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 125 triệu đồng. La Chetti 2009 anh Nam Hoàng, ok có La Chetti 2009 nhá. Vâng, chào Chí Văn này, chào các Đình Tú này, chào Trầm Hương, chào bác Sơn Nguyễn, chào Phạm Ngọc, chào đại gia đình mình nhỉ. La Chetti 2009 đâu nhỉ? Đây La Chetti 2009 vừa giới thiệu xong đây. 155 triệu đồng nhá. Đấy, tham khảo giùm em anh chị quý vị anh mình ơi. La Chetti 2009 155 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B này. Máy số keo chỉ thì còn chất, còn zin.
đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2022 này nhá. Đấy, Nacity 209. Vâng, chào anh Hùng Nguyễn vừa xem buổi livestream này. Các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cho em xin 5 7 lượt chia sẻ đi. Gia đình mình ơi. Nacity 209 rồi này. Tiếp theo đây nhá, báo giá anh chị quý vị nhìn mình hai đầu sản phẩm này. Đấy, Kia Morning 212 chiếc này. Đấy, nhập Hàn nhá, hai chiếc nhập khẩu. Chiếc trước máy quay em đây này, đời 2009, đăng ký là bánh năm 2010. Động cơ 1.0 số tự động máy eco. Cần số zích zắc, cửa tiền gửi gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Đấy, là răng đúc hoa mai. Là răng đúc hoa mai 4 bánh này, lốp láp đẹp. Đấy, có phanh đĩa chống bốc cứng ABS ở hai bánh trước, xi nhan dạng mít tích hợp trên gương. Máy số keo chỉ sơn si thì bao zin nhá. 235 triệu đồng này. Đấy, con này cũng đồng giá 235 triệu đồng này. Cũng là bản SX bản đủ full kịch này, màu sơn thì màu sơn kiểu long này, hơi đậm hơn một xíu này. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Đấy, la răng đúc phanh đĩa chống bốc cứng ABS thì đã được trang bị. Cặp đèn pha trái xoài này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm sau cơ. 235 triệu đồng. Đấy, điều hòa auto Z buốt, nội thất ghế da theo xe. Kia Morning 2010. Đấy, số tự động bản SX bản đủ full kịch nhá. Tham khảo dùm em hai mẫu đi xe đình ạ. Thì cạnh hai mẫu nhỏ nhỏ xinh xinh này đấy, vừa rồi này. Tiếp tục báo giá anh chị quý vị mình đấy, một dòng 5 chỗ SUV gầm cao máy thoáng đây. Tham khảo cho em chiếc này đi. Outlander, Mitsubishi Outlander 2016, 2.0 số tự động. Cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình 575 triệu đồng, một chiếc xe đời cao. Đấy, đời cao gầm cao đây. Đấy, máy thoáng mà chỉ có 575 triệu đồng thôi nhá. Bao ship xe trên toàn quốc cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình này. Đấy. La răng đúc 17 inch lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan tích hợp trên sườn xe này. Đấy, nội thất ghế da theo vẫn theo xe nhá. Màn hình thì cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, 2.0 số tự động Mitsubishi Outlander 575 triệu đồng. Chia sẻ nhiều lên chị quý vị ơi. Cứ chia sẻ, cứ comment, cứ bình luận đi, thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận để em Tùng được tư vấn thêm cho nhá. Vâng, chào anh Lê Quang Huy này, chào anh Khoa, chào anh An Giang Nguyễn, chào bác Sĩ Thắng, chào bác Đỗ Thế Toàn, chào bác Minh Nhật, chào bác Hưng Nguyễn. Chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ngày hôm nay. Đấy, con này Y10-216 này 240 triệu đồng. Báo giá rồi này, 216-240 triệu đồng nhá. Tiếp theo đây trước máy quay em này, Lacity Celic 207 1.5 số sàn 140 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất, cột kèo thì còn zin. Đấy, 140 triệu đồng thôi. Sedan 2 đầu, phân khúc hạng B, đăng ký đăng kiểm khá là dài. Đến tháng 12 năm nay nhá. Đấy, 140 triệu đồng. Get 2 10 báo giá đi. Anh Hưng Nguyễn, Get 2 này 10, con đấy màu xanh, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 135 triệu đồng anh Hưng Nguyễn nhá. Quan tâm nhắn tin riêng qua fanpage đi để em tư vấn thêm cho ạ. Vâng, chào bác Nhật Bình này, vâng chào anh ạ. Vâng, chào bác Lương Khôi nhá. Get 2 này 10 màu xanh đây, 135 triệu đồng. Rồi em xem con Get đâu để em tư vấn cho anh này. Đấy, quay qua cho anh một vòng nhá. Đấy, màu xanh này, lốp láp đẹp 1.0 số sàn. Tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên 4 số một chủ từ đầu đây. Đấy, 135 triệu đồng đang được bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đấy, nội thất ghế lỉ theo xe này. Trên con này chốt trong mất rồi. À đây rồi. Đấy, nội thất ghế lỉ này. Đấy, nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe này, vô lăng 3 trống này, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình của hãng này, 135 triệu đồng, Hyundai Get 2010 báo giá cho gia đình nhà mình. Con sờ bắc tập lái là không em, anh Sĩ Thắng. Sờ bắc tập lái thì bên em chưa có nhá. Đấy, nếu mà anh đang quan tâm dòng tập lái này, Morning hơn 100 triệu một xíu đây, 135 triệu đồng. Xe đẹp giá yêu thương, đúng rồi bác Thanh Hoa ơi. Xe đẹp giá yêu thương thì bên em mới mang về để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Đấy, xe đẹp giá yêu thương rồi, là mình chia sẻ nhiều lên cho em Tùng với gia đình ơi. Có con Y10-216 1.2 hay 1.0. Y10-216 1.2 thì không có này, nhưng Y10 màu trắng này. Đấy, Y10 màu trắng 1.0 thì có bác ơi. Đây, Y10-16 1.0 đấy nhá. Đây, Y10-216 1.0 số sàn. Đấy, 240 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Na răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ chất. Đấy, gầm bệ thì không bục mọt nhá. Con này thì hồ sơ cầm tay này, hồ sơ cầm tay rồi, những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm biển mới trong ngày thôi. 240 triệu đồng. Hyundai Grand i10 2016 màu trắng. Đấy, bác Đoàn Phạm đang quan tâm dòng i10 2016 này, nhắn tin qua fanpage đi cho em đi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi.
Em gửi hình ảnh video chi tiết con này cho nhá. Vâng, chào anh Cương Lê, chào bác Lê Quang Trung, chào đại gia đình mình trên ba miền tổ quốc đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Vâng, rất là cảm ơn những lượt xem, lượt like, lượt thả tim, lượt bình luận comment gia đình rất là nhiều này. Là động lực của Thanh Tùng cũng như cho ô tô đầu Hải Dương để mang đến những sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, cảm ơn Pháp Phạm Trách rất là nhiều này. Nhiều xe đẹp quá Thanh Tùng ơi. Vâng, cảm ơn Pháp Phạm Trách rất là nhiều nhá. Chúc bác Phạm Trách có buổi tối vui vẻ. Có bước sóng livestream này thì cho cháu gửi lời chúc sức khỏe đến bác, đến gia đình nhá, cùng toàn thể người thân nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều này, cứ ủng hộ cháu Thanh Tùng đi bác Phạm Trách ơi. Vâng, chào bác Lê Sơn Hòa, chào bác Hoàng Quế, chào bác Đỗ Hồng, chào đại gia đình nhà mình nhá. i12 16 này, i12 14 thì con này với cửa tiền là 240 triệu đồng này. Em Tùng tiếp tục báo giá anh chị quý vị nhà mình ơi. Lacetti 219 đây. Lacetti 209 115 triệu đồng nhá. Đấy, 115 triệu đồng thôi, sedan 2 đầu. Đấy, phân khúc hạng B, la sang đúc lốp lắp đẹp, cầm bệ chắc chắn này. Lacetti 209 nhá, 115 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu Hải Dương. Đấy, con đấy thì cũng rẻ nhất chợ đấy, tham khảo cho em đi. Vâng, chào bác Trương Bá Cường, chào bác Hoàng Nam, xe đẹp quá. Vâng, cảm ơn bác Hoàng Nam rất nhiều này. Phải xe đẹp, phải xe chất chứ gia đình ơi. Đấy, tiếp tục báo giá này. Vừa rồi là Lacetti 208 115 triệu đồng rồi này. Đây, ghét đây. Con ghét này 135 triệu đồng này. Có con đâu ạ? À? Có con gì ạ? À? Có con nào tầm bằng K3 không nọ không? Con nào bằng K3 không nọ ạ? À? Nếu mà tầm K3 thì giờ con xe tô nhá, 430 thôi nhá. Còn con K3 không nọ thì bên em bán ngay trong tối luôn rồi đấy. Tối đấy nhận hai cọc luôn. Con đấy về Hải cũng về Hải Dương. Con đấy biển 34 cũng về Hải Dương nhá. Đấy, con đấy tiếc quá anh ạ. Có i12 đầu là không ạ? À? Vâng anh Lương Khôi ơi, i12 đầu thì tạm thời chưa có anh nhá. Anh cứ tạm ứng cho em Tùng xin một lượt like đi, một lượt chia sẻ đi. Đấy, theo dõi kênh fanpage của châu ô tô đầu mối Hải Dương đi. Một hai hôm nữa thôi là xe cập nhật về liên tục luôn đấy. i10, i mỏng, modding, tucson, CV về nhiều liên tục luôn để phục vụ gia đình ạ. Đấy, ghét 210 này, 130 triệu đồng này. Tiếp tục báo giá gia đình đây. Genza 29 nhá, Genza 29, 130 triệu đồng. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. La răng đúc lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ, cầm bệ thì còn chất này. Genza 29 màu đen, 135 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình này. Vâng, chào bác Trần Then này, chào Đình Hợi, chào bác Lê Văn Trung, chào Nguyễn Hiệp, chào đại gia đình nhà mình này. Đấy, anh Lê Quang Trung mà đang quan tâm đến con K3 nọ này thì quan tâm cho em con xe tô đi. Đấy, đời cao một xíu nhá, con K3 nọ là 216 này, thì con xe tô này là 217 này. Đấy, còn đấy 217, 430 triệu đồng. Anh quan tâm em hỗ trợ trả góp cho anh nhá. Còn đấy hỗ trợ trả góp cho anh nhá. Tiếp tục báo giá mình đây. Con Accent 209 báo giá rồi này. Accent 209 165 triệu đồng này. Cạnh con Accent 209 rồi báo giá gì này. Kia Morning 216 1.25 số sàn 4 máy, 195 triệu đồng, đang được bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương, 195 triệu đồng nhá. Đời cao, máy số keo chỉ, nội thất thì zin. Đấy, sơn si thì đẹp. Đấy, gầm bệ chắc chắn không mục mọt. Morning 216 195 triệu đồng báo giá gia đình nhà mình. Đấy, Morning 216 rồi này. Con Accent 219 6.3 này thì báo giá rồi này, 430 triệu đồng này. Đấy, hỗ trợ trả góp nhá. Vâng, chào bác Lò Văn Yêu này, chào Cường Bùi Mạnh, chào bác Hùng Nguyễn Như, chào bác Long Vân, chào anh chị quý vị mình ạ. CRV 405 báo giá rồi này. Vios 206 tập lái 135 triệu đồng, tư nhân chính chủ Hải Dương rồi này. Đấy, góc này thì báo giá hết hàng dưới đúng không? Hàng trên xem còn sót chiếc nào báo giá cho mình nhá. Lacetti 211 179 triệu đồng, 1.6 số sàn báo giá này. À, còn chưa báo giá này. Kia Morning 218 4 máy 1.0. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội đây. 135 triệu đồng, nhỏ gọn tiết kiệm hiệu, tập lái, đăng ký đăng kiểm còn dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm sau nhá. 135 triệu đồng. Đấy, Hyundai Gani 12 208 đây. Đấy, máy số keo chỉ chất nhá. 135 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng thêm này. Đấy, cạnh cái em nhỏ gọn đấy vừa rồi này, báo giá thì mình gia đình nhà mình một dòng xe chất Mỹ đây. Cao to đen hôi đây. Lacetti CX cao bằng nhá, tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh quê hương con họ chữ tình đây. Máy 1.6 số tự động đấy, 1.6 số tự động. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy. Vô lăng tối khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, đầu đài màn hình thì trang bị lớn rồi. Đấy, màn hình 7 inch,
phục vụ mọi nhu cầu của anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, vô lăng túi khí này, nội thất theo xe nhá, 100, con này là 255 triệu đồng, 2010 đang đợi bán tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy, rất đẹp luôn. Bác nào đang quan tâm dòng la chất tinh xế này, một dòng xe chất Mỹ này, to cao đen hôi. Đấy, đầm chắc dài xe nhá, quan tâm chiếc này đi. Đấy, form dáng 2010 mà dường như là không bị lỗi thời luôn. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B, có cửa sổ trời panorama rồi, mà chỉ có 255 triệu đồng thôi gia đình nhà mình ơi. Đấy, Kia Morning màu đỏ 2016 này. Con này 195 báo giá rồi này. À đây, tiếp tục báo giá này. Mazda 66 xe đến từ nhà đây. Máy số keo chỉ sơn si zin 100%. Đấy, la răng đúc lốp lắp đẹp, động cơ 2.0 số sàn. Có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan trên sườn xe, nội thất nhá. Nội thất vẫn là da của nhà sản xuất nhá. Con này bên em đang bán thì cửa tiền là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng Mazda 66 204 2.0 số sàn. Bao zin về máy số lẫn keo chỉ cũng như là sơn si. Đấy, một dòng xe tập lái hai đầu nhá. Quan tâm cho em chiếc này đi. 145 triệu đồng thôi, nhắn tin trực tiếp đi, em tùng quần bớt nữa cho nhá. Mazda 626 rồi này. Ơi, cạnh mẫu Mazda 626 đến từ Nhật này. Một sản phẩm tiếp tục đến từ Nhật đây. Toyota Vios, nồi đồng cối đá quốc dân, nồi đồng cối đá mà phá cũng không chịu hỏng đây. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, đất cảng. Đấy, bản trước máy quay em này. Bản này là bản e xịn nhá, bản e xịn đời 2010. Động cơ 1.5 số sàn. Máy số keo chỉ sơn si thì còn từ nhà sản xuất. La răng đúc lốp láp đẹp. Có vành đĩa chống bó cứng ABS ở hai bên trước. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vô lăng túi khí đầu đà mình to 228 triệu đồng. 228 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Đấy, Toyota Vios bản E 2010 của anh chị quý vị gia đình nhà mình này. Đấy, cạnh Toyota Vios bản E 2010 này. Tiếp tục báo giá gia đình mình, một chiếc hatchback một đầu quốc dân đây. Đấy, i10-214 đăng ký ra bánh năm 2015. Động cơ 1.0 số sàn bản đủ phun kịch. Tư nhân chính chủ 15 thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. i10 bản đủ 245 triệu đồng. Đồng giá được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, la răng đúc lốp lắp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS thì đầy đủ rồi. Đấy, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng 245 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị gia đình nhà mình quan tâm nhá. Đấy, thì hàng này em cũng báo giá một lượt rồi này. Morning tập lái 135 triệu đồng này. Morning bản FI này, mộ 255 triệu đồng này. i12-16 bản Bay 240 triệu đồng. Outlander 2016 bao chất về máy số keo chỉ lẫn sơn si 575 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp này 575 triệu đồng này. Morning bản nhập 2010 XLT đổ phun kịch 235 triệu đồng này. Đây, tiếp tục em Tùng lại báo giá đây. Bright 208 nhập Hàn 225 triệu đồng này. Innova 211 335 triệu đồng này. À đây, còn cái này 7 chỗ này, 7 chỗ gầm cao máy thoáng, đến từ nhà Mitsubishi đây. Jolly 205 đăng ký lăn bánh 207 có kim phun rồi. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, động cơ 2.0 số sàn. 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng gửi đến chị quý vị nhà mình. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa ở hai bánh trước rồi. Em quay phần nội thất bên trong cho mình cùng đánh giá cùng em này. Đấy, nội thất đẹp, vô lăng tối khí 4 chấu. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. 135 triệu đồng thôi nhá. 135 triệu đồng thôi. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng đến từ Nhật, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình ở đấy chơi bời đi, gia đình 7 người rất là rộng, mà chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, tham khảo cho em đi cho anh chị quý vị nhà mình ơi. Đấy, 135 triệu đồng. Còn bớt sâu, còn giảm sâu cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Hồ Chí Trung này, chào bác Linh Ái, chào bác trai họ Vũ này, chào bác Đức Chính này. Vâng, chào bác Trần Văn Trường này, chào bác sai lầm của anh à. Chào bác Văn Đơn Trương này. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Yêu thương hoan hỉ vui vẻ lên cho em Tùng xin 5 bởi lượt chia sẻ đi. Anh chị quý vị gia đình nhà mình ơi, chia sẻ nhiều lên giùm em Tùng đi ạ. Đấy, còn em xem còn những đầu xe nào mà chưa báo giá để phục vụ đến gia đình nhà mình nhá. Đây, dòng này báo giá đến đâu nhỉ? Đây, đây, còn trong này chưa báo giá này. Đấy. Vâng, chào Trần Bộ xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, mình hoan hỉ lên cho em xin 5 bởi lượt chia sẻ đi. Hứa là còn bớt nhiều được gia đình mình. Đấy. Vâng, anh chị quý vị nhà mình ai mà đang quan tâm những dòng xe tập lái hơn triệu đồng này. Đấy, tập lái hơn 100 triệu đồng một xíu này. Quan tâm cho em chiếc Morning này đi. Đây, em đứng góc này
để quay lấy khung hình rộng nhất cho anh chị quý mình cùng quan sát này. Kia Morning số sàn 1.0, 135 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe tập lái nhỏ gọn này đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Hơn 100 một xíu thôi. Này, nhưng full đồ chơi quanh người luôn, full đồ chơi quanh người. Đấy, cặp đèn pha này thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đấy, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy, la sáng đúc thì được trang bị theo phong cách Maybach đây. La sáng đúc đa chấu này. Đấy, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 này. Màn hình Cova nhá. Màn hình Cova cỡ lớn này phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, xe tập lái 130 thôi, mà full đồ chơi rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Kia Morning 2010. Đấy, 135 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, cháu Hùng Hổ này, cháu Lương Ngọc Cảnh, cháu bác Kệ Nó Đi này, cháu bác Hà Lưu Hoàng, cháu bác Trần Bộ này, cháu bác Trần Trung Kiên, cháu bác Đức Chính, chào toàn thể anh chị quý vị gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Qua bước sóng livestream ngày hôm nay, mong là anh chị quý vị gia đình nhà mình có một buổi xem livestream vui vẻ và ý nghĩa nhé. Hãy chia sẻ nhiều lên cho anh Tùng đi để anh Tùng tiếp tục báo giá cũng như là bớt sâu những dòng sản phẩm cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy, để tham khảo tiếp cho em đi anh chị quý vị ơi. Đấy, vâng, chào bác Đức Trung này, chào bác Trần Tuân này, chào Đại Đình này, còn rất là nhiều đầu xe đây dành người. Đấy, con I10 em chưa báo giá này. Đây, tiếp tục đây báo giá I10 mình nhá. Đấy, cạnh mẫu Morning 135 triệu đồng tập lái vào rồi này. Tiếp tục báo giá gia đình này. Hyundai Grand I10 2014 động cơ 1.0 số sàn. Đấy, cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 240 triệu đồng nhá. Hyundai Grand I10 bản đổ đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Dương đồng giá là 240 triệu đồng này. Đấy, rất là nhiều xe, còn rất là nhiều xe nhá. Đấy. Đấy, rất là nhiều xe để phục vụ đình mình này. Vâng, cháu bác nhà đất Ngân Phát này, cháu Vũ Thủy, cháu bác Đức Trung, cháu Trần Tuân, cháu Đại Đình mình này. Đấy, khung giờ 8:03 mỗi tối này. Em Tùng thì vẫn xin phép bên sóng và báo giá cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đây Morning này, tiếp tục Morning này. Tiếp tục được Morning đầy cao này, cửa tiền 200 triệu báo giá đình này. Kia Morning 2016 động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình 200 triệu đồng tròn nhé. 200 triệu đồng tròn. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ, máy số, keo chỉ điện đóm rất là lành. Cầm bệ chắc chắn Kia Morning 2016. 200 triệu đồng, đấy gửi gia đình nhà mình. Vâng, cháu Khánh Khanh này, cháu Thế Tuấn này, cháu Toàn Trần, cháu Đại Đình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, cạnh mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Tiếp đây em xin báo giá anh chị quý vị mình này. Gentech nhá, Gentech nhập khẩu 2010, động cơ 1.25 số tự động này. Đấy, những bác nữ là mà vừa có bằng này, đấy muốn bổ tốc tay lái nhá, chọn cho mẫu này đi. 1.2 số tự động mà chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Na dáng đúc lốp lắp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, xin nhan này tích hợp trên sườn xe nhá, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy, 235 đồng. Đấy, nội thất ghế ra điều hòa lắm lại 2 chiều, trang bị có cửa sân cửa sổ trời rồi. Đấy, Gentech 2009 gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình. Vâng, cháu bác Nguyễn Trường này, cháu Nhật Lệ, cháu Taxi, cháu Khánh Khanh. Đấy, chào bác Trần Toàn, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, nhà mình đã có bước sóng này, không biết là đã chọn cho mình được mẫu xe nào chưa. Cứ để lại bình luận, để lại comment đi, để em Tùng nhắn tin hoặc là chi tiết sâu hơn gia đình nhá. Đấy, fanpage thì người trực 24/7 luôn. Đấy, để phục vụ những thắc mắc và nhu cầu gia đình nhà mình. Đấy, thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá là trên 60 đầu xe rồi. Đấy, trên 60 đầu xe để anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Đây, em xem còn những mẫu nào mà chưa được báo giá nhỉ, để tiếp tục báo giá gia đình này. Cạnh Gentech X này, cạnh Gentech X 2010 rồi. Tiếp theo đây báo giá gia đình nhà mình này. Kia Morning số rộng 2005, đăng ký vào năm bánh năm 2006 nhá. Động cơ 1.0 số tự động, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, bán với gia đình nhà mình với cửa tiền là 156 triệu đồng thôi. Đấy, Kia Morning SX nhập khẩu 2006 này. Đấy, bản Sport máy Eco, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu nhá. Máy số keo chỉ sơn xì còn gì. Đấy, một dòng xe nhập khẩu với gia đình nhà mình 165 triệu đồng. Vâng, cháu Vũ Hạnh này, cháu Tiến Đạt, Trần Gỗ này, cháu bác Bạch Nguyện này, cháu Tuyến Hoàng này, cháu Nguyễn Trưởng, cháu Nhật Lệ, cháu Đại Đình mình. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ở đây.
hoan hỉ vui vẻ lên cho Tùng xin 57 lượt chia sẻ nữa đi anh chị quý vị gia đình mình ơi. Đấy, còn rất là nhiều xe để phục vụ gia đình đây. Đấy, rất là nóng luôn. Ngày thời tiết rồi rất là khó chịu luôn để em. Đấy, rất là nhiều xe này. Ở góc này xem nào. Ơi, Moa Linh i10 này báo giá hết rồi này. Đấy, xem góc này còn sản phẩm nào để báo giá cho gia đình mình không nhá. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn. Vâng, chào bác Dương 8 này. Vẫn đang này, đây rất là đây vai ớt tập lái này, còn vai ớt tập lái này em chưa báo giá. Đấy, báo giá anh chị quý vị mình này. Toyota vai ớt 206 này, động cơ 1.5 số sàn nhá. Cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Đấy, tập lái bền bỉ, màu bạc rất đẹp đây. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023 nhá. Đấy, em qua phần nội thất bên trong này. Đấy, nội thất bên trong nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu nội thất đẹp, rồi sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. Toyota Vios 2010 lẻ 6 tập lái nhá. 135 triệu đồng này. Đấy. CRV này. À, đây cạnh con Vios 206 rồi. Báo giá tiếp tục gia đình nhà mình này. Đấy. CRV 209 2.4 số tự động này. 405 triệu đồng. Đấy. Một chiếc CV gầm cao máy thoáng đấy nhá. Một đứa con đến nhà Honda đây. Na sáng đúc 17 inch 4 bánh này, lốp đáp đẹp, có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan dạng mí thì tích hợp trên gương này. Đấy, gương kính cụp xe điện nhá. Động cơ 2.4 số tự động 405 triệu đồng. Honda CV. Đấy, bao chất từ máy số keo chỉ đến dân gì. Đấy, la sáng đúc nội thất đẹp này. Đấy, nội thất màu đen rất đẹp này. Vâng, chóc Thương Lương, chóc Tính Nguyễn này, chóc Trịnh Kế Sang, chào bác Lê Hữu Tường, chào bác Dương Tám. Chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream nhá. Đấy, nhà mình vui vẻ lên hoan thì lên cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi để em tiếp tục tư vấn dành ngươi. Ở phía này em xin giới thiệu cho bác một mẫu. Đây, góc này còn mấy con này nhá. Đấy, góc này còn mấy con này báo giá lốt này. Đấy, nhà mình tham khảo dùm em nhá. CX 258 triệu đồng này. i10 bản đủ này, con này 240 triệu đồng này. Đây, góc sâu rồi chưa báo giá này. Vào trong góc sâu để báo giá cho gia đình nhá. Đấy, chia sẻ nhiều lên gia đình ơi. Em Tùng tiếp tục báo giá đây này. Đây, góc này thì chưa báo giá này. Đấy, những đầu xe mới, những đầu xe đẹp ở góc này đây. Vâng, chào bác Nguyễn Công Nghiệp này, chào bác Nguyễn Trung này, chào Quân Ngọc, chào đại gia đình mình này. Đấy, 7 chỗ tầm trung Chevrolet đây. Chevrolet Vivante 7 chỗ tầm trung nhá. 168 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ 16 Hải Phòng đây. La sáng đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi-zin. Đấy, xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 nha. Đấy, em quay vần nội thất bên trong rồi mình đánh giá cùng em này. Đấy, nội thất ghế da nhá. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng 4 chấu túi khí trên vô lăng. Đấy. Đấy, mày mặt táp lô này. Đấy, giả da này, những đường giả da cực kỳ cao cấp và cực kỳ đẹp luôn. Không khoan khoái, không dịch vụ taxi. Đang bán cho ô tô đầu mối Hải Dương cho mẫu 7 chỗ này nhá. Một mẫu 7 chỗ gia đình này với cửa tiền là 168 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nào mà nhanh tay nhấc máy lên để lại 168 triệu đồng gia đình mình nhá. Đấy, Vivante 208 này. Cạnh Vivante 208 rồi này. Nhà mình tiếp tục theo dõi cùng em anh chị quý vị mình ơi. Hyundai Grand i10 bản đổ 2014 đây. Bản đổ là 2014, tư nhân chính chủ 30 hạ lợi phố nhá. Là sáng đúc lốp lao đẹp, có vành điện chống bọc cứng ABS này. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương nhá. Đấy, một dòng xe hatchback nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. 245 triệu đồng thôi này. Đấy, ba rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình. Tham khảo cho em chiếc Hyundai Grand i10 bản đổ đi gia đình ơi. Đấy. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe này. Đấy. 235 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, con này đã có video và hình ảnh chi tiết rồi. Nhắn tin comment đi em Tùng gửi cho nhá để tham khảo thêm đi ạ. Đấy. Đứng trước chiếc Hyundai Grand i10 2014 vừa rồi này. Tiếp theo đây báo giá gia đình người này. La Chetti CX 2010, đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.6 số động nhá. Gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, một chiếc xe chất Mỹ đây. Màu xanh xám đá này, 255 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc bằng C. La sáng đúc lốp láp đẹp này. Đấy, có trang bị cả cửa sổ trời rồi. Cam nồi, cam hành trình thì đầy đủ. Đấy, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh, hai chiều auto Z buốt luôn. Đấy, 255 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đồ ngoại Dương. Đấy, nội thất ghế da mũi nguyên bản theo xe này.
200 255 đồng. Xe đăng hay là phân khúc hạng C gửi đến gia đình nhà mình nhé. Đấy, Innova 208 bản G này 265 triệu đồng, báo giá rồi này. Con này nhỉ, Genza 209 này 125 triệu đồng này, bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Con này báo giá rồi này. Con tập lái này 120 triệu đồng này, Morning 2010 này. Đấy, la sáng đúc lốp đáp đẹp này, tập lái 120 triệu đồng. Đấy, bán từ chợ ô tô đồ mối Hải Dương nhá. Còn bớt còn thương nữa này. Đấy, báo giá tiếp tục cho gia đình nhà mình hai chiếc xe tập lái nhỏ gọn nhưng số tự động này. Kia Morning 2010, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chuyên tình này. Đấy, la sáng đúc lốp đáp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS rồi. Xin em dạng Mỹ tích hợp trên sườn xe, gương kính cụp xe điện. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều. Con này có hơn 200 một xíu rồi. 205 triệu đồng. 205 anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, giá thì còn bớt còn thương lượng. Đấy, nội thất bên trong đẹp chưa? Đấy, nhắn tin đi, bình luận đi để comment đi, em Tùng tư vấn thêm cho. Đấy, bán giảm giá 5 triệu con này nhá. 205 triệu đồng nhưng để lại cho anh chị quý vị mình mà yêu thương mà quan tâm này. 200 triệu đồng tròn thôi. Đấy, Morning số động 2010. Sau chiếc Morning số động 2010 vừa rồi này, tiếp tục báo giá hình này. Morning số động 2010 bản SLX bản đủ full kịch. Con này đang bán với cửa tiền là 215 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Đấy, la răng đúc hoa mai 4 cánh này, lốp lắp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Đấy, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da vô lăng tối khí. Đấy. Điều hòa long lạnh 2 chiều auto nhá. 215 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em này. Đấy, đầy đủ startup thì có đầy đủ rồi. Đấy, nhà mình đang quan tâm mẫu nào nhá thì cứ nhắn tin bình luận cho em đi. Em Tùng cũng đã gửi đến gia đình nhà mình đến 70 đầu xe rồi đấy. Vâng, chào bác Lê Văn Dụng này, chào bác Tô Kỳ, chào bác Hoàng Sự, chào bác Thương Mại, chào bác Tách Hoàng, chào bác Lương Văn Cường, chào bác Đỗ Chí, chào đại mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, thì cảm ơn anh chị quý vị nhà mình đã dành ít chút thời gian mỗi tối này đấy vẫn theo dõi buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều nhá. Đấy, còn những thắc mắc gì mà cần tư vấn này cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, xin chào gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những bước sóng livestream tiếp theo của chợ ô tô đầu mối nhá. Muốn tìm xe thì gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và gặp lại gia đình nhà mình.